Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào các chị em ạ, rất vui được gặp mọi người trong livestream của kênh ngày hôm nay. Hôm nay thì lại tiếp tục là một câu chuyện quen thuộc. Khi mà ngồi tại cái lồng chim này thì chắc chắn là sẽ có một vị khách mời xinh đẹp và lại là lông mày. Bởi vì là trong những giờ livestream trước thì mọi người cũng biết là mình đã thực hiện rất là nhiều ca lông mày cho các chị diễn viên. Chị vừa gần nhất là chị Đặng Minh Cúc, cho nên là hôm nay là chị Hà là thì cũng là cùng cơ quan với chị Cúc đúng không ạ? Chị với nhà hát kịch, vâng ạ, đều là đồng nghiệp, cho nên là chị Hà đấy, chị Cúc cũng là lông mày rất là nhẹ nhàng, nên hôm nay chị Hà quyết định đến DK để trải nghiệm dịch vụ hair shop lông mày. Và không phải dài dòng đâu, bởi vì là chắc chắn là phải hỏi trải nghiệm của chị Hà. Biết là vì sao chị Hà đến DK rồi không ạ? Không biết là vì sao là cái tình trạng lông mày cũ của chị Hà ấy, thì chị thấy có vấn đề gì và chị mong muốn điều gì ở cái cặp lông mày mới? Tình trạng lông mày trước nguyên bản của mình ấy, nó bị cuốn mất cái đuôi và nó mọc, nó lờn trờn ra, xong rồi nó bị dài. Mình có thể dùng kéo mình cắt, vâng ạ, rất là bất tiện mà cho nó cứng. Dạ. Sau khi là các bạn giới thiệu rồi nhìn mặt những cái cặp lông mày của bạn Cúc này, bạn Linh này, bạn Vân Anh các thứ, thì những người cùng đồng nghiệp cả thì mình thấy rất là đẹp. Dạ. Hỏi là các bạn làm lông mày ở đâu, bạn lông mày cũng nói là làm ở DK. Dạ. Thì cũng đã qua được mấy người, thì ngày trước ấy, thì khi mà làm thì rất sợ. Vâng, rất sợ là làm lên nó già, nó cứng. Vâng, lông mày nó cứng, thì khi mà là diễn viên thì đóng những cái vai quê rồi những cái vai nó nông thôn một chút thì không thể có cái cặp lông mày nó sắc, nó cứng thế được. Vâng ạ. Đấy thì là rất là sợ. Xong mà bây giờ thì được giới thiệu đến đây lăn tăn lắm. Lúc đầu là lăn tăn, ừ, vì là nhìn các bạn làm đẹp chắc gì mình đã đẹp. Vâng ấy, thì suy nghĩ đến mấy tháng ấy. Vâng. Quyết định đi làm thì nó bị cụt mưa quá, mà đi quay đi tiếp cảnh những cái cảnh mưa ấy, người ta xối nước từ trên xuống ấy, thì nó lại bị trôi mất, trôi mất. Nó cụt. Vâng. Cụt thì lại phải dừng máy, và tự nhiên sao cái lớp may nga bị sao ấy, nó ngắn thế. Vâng. Thế là lại phải hóa trang lại thời gian cảnh lại, nó rất là bất tiện. Vâng ạ. Thì ngày hôm nay thì được đến đây thì có chính tay bạn Phú làm cho mình rất là ưng. Vâng. Nói thật không phải là nịnh đâu. Vâng. Rất là ưng. Mà tự nhiên đẹp, làm xong không có cảm giác sưng, mà không thấy như kiểu lông mày của mình ấy, chứ không phải là lông mày đang sang phun gì cả. Vâng. Cảm ơn Phú. Dạ vâng. Những trải nghiệm của chị Hà thì thực sự là bản thân em thì em cũng mong muốn đưa đến cho khách hàng cái điều gì tốt nhất. Đầu tiên là chị Hà hay bất kỳ một khách hàng nào đến đây không hỏi là có đau không, thì sau khi mà làm xong thì chị Hà có nói, em có hỏi chị Hà là chị ơi chị có đau không, mà chị chả thấy có cảm giác gì cả đấy. Xong rồi là một cái thời thêm một điều nữa là các chị rất là bận, nên là làm sao để làm cái dịch vụ cho các chị làm sao nó nhanh, nó khẩn trương, nhưng mà quan trọng nhất là cái kết quả cuối cùng phải là đẹp như nhất. Và bởi vì các chị là diễn viên, và không chỉ có mỗi các chị là diễn viên thích tự nhiên đâu, mà hầu hết 99% khách hàng của em đến đây đều nói là thích tự nhiên, và bản thân các chị cũng đều theo dõi hoặc là tìm hiểu trên những trang cá nhân hoặc fanpage của em rồi. Thế cho nên khi mà tìm hiểu rồi thì bảo là tôi thích cái phong cách này nên tôi mới tìm đến DK, hoặc đã có bạn bè làm ở đây rồi, nhìn thực tế rồi thì mới đến DK để làm dịch vụ này. Và những cái trải nghiệm của chị Hà cũng là cái mong muốn để em gửi đến cho các chị em phụ nữ, là đừng sợ đau, cũng đừng sợ là nó bị xấu, đừng sợ bị hỏng. Mình hãy tìm hiểu kỹ trước khi làm, và sau đó thì mình hãy tự tin lên, tự tin đến đúng cái địa chỉ đấy, tự tin lên và đến DK. Chắc chắn là em sẽ cố gắng làm hết sức mình để có thể làm cho chị em những cái cặp lông mày đẹp nhất. Đúng rồi. Và đây là cái công nghệ mới nhất của DK năm nay 2020, đấy là sợi hair shock. Cái công nghệ này thì nó sẽ ưu việt hơn những cái công nghệ cũ, đấy là chị làm xong thì chị sẽ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó không bị sưng đấy. Cái sợi nó rất là mềm mượt và nó sẽ đúng vào cái phần sợi lông thật của mình. Và ngoài ra dáng mày của chị Hà thì em cũng đã xử lý là mình xử lý cái phần thấp, tức là đã tạo lên phần thấp rồi, mình nâng lên để cái khoảng cách của mắt đến lông mày của chị nó thoáng hơn. Và ngoài ra thì cái lông mày của chị Hà là phần đuôi nó rất là ít, nên mình đã xử lý làm sao nó đều màu và nó dày sợi lên, thì lông mày của chị nó sẽ cảm thấy nó đều, nó không bị hụt đuôi như lúc đầu nữa. Nghe sau khi làm xong thì một cái khuôn mày mới trong khuôn mặt rất là rạng ngời, khác hẳn so với cả lông mày lúc trước đúng chị, mặc dù là chị cũng đóng có một chút lông mày rồi. Rất là ưng ý, sau khi làm xong thì phải nói là mình ưng. Dạ vâng. Vì không còn cái cảm giác mà lo lắng. Vâng. Kể cả khi mà mới đến đây cũng vẫn lo lắng lắm. Vâng. Tại vì thật ra thì trong
đầu vẫn cứ suy nghĩ là như vậy, cứ mọi người chắc là đẹp thêm xôi đẹp rồi. Bây giờ chị em sợ là đấy, đấy. Làm những đâu mình đen thì sao đấy đấy, nhưng mà đấy cũng là lý do vì sao mà chị Hà hiểu em là cái đen ở đây nó sắc xuất. Thật ra với em ấy, em không dám tự tin đâu, nhưng mà có lẽ là với em thì sắc xuất đấy cực thấp, bởi vì bản thân là Cún là một người làm lông mày rất là lâu rồi và em rất thích lông mày, bản thân em cực kỳ thích lông mày, và ngoài ra thì ở đây em chuyên, em chỉ có làm lông mày thôi, em chỉ làm lông mày, và ngoài ra thì em không có ra bất kỳ cái việc mà em dám xử lý sợ cho bất kỳ ai, mà phải trực tiếp em làm, và tất cả các ngành hàng khác chứ không phải chỉ riêng mỗi chị Hà đâu ạ. Tất cả chị em đi cây là một mình em xử lý dáng và em làm sợ cho các chị em, nên mọi người đừng lo với kinh nghiệm của em để em có thể xử lý những cái gì nó phù hợp với các chị em nhất nhé. Và không biết là chị Hà có muốn chia sẻ gì nữa không ạ? Đúng rồi, theo mình thì ai mà có nhu cầu về làm đẹp, thứ nhất là về lông mày, dạ. thì theo mình thì các bạn nên đến đây, thì khi mình đến đây thì mình ngồi mình có biết Cún qua cái trang fanpage và thấy tay Cún làm tất cả mọi người, không phải là riêng những cái người diễn viên như bọn mình, và thấy rất là tỉ mỉ. Mà dù ai nhanh thì nhanh, ai chậm thì chậm, nhưng mà cứ từ từ đúng phải đúng Cún làm, và Cún dậy và Cún ưng thì bắt đầu giao cho những bạn bắt đầu uống thuốc uống tiếp, đúng không? Vâng ạ. Cho nên là mình có lời nhắn các bạn mà có ý định làm đẹp thì nên đến đây. Chứ không phải là mệnh gì đâu, nhưng mà mình đến đây thì giờ khi làm xong thì sẽ rất là ưng. Em cảm ơn chị Hà rất là nhiều, và hy vọng sắp tới chị Hà sẽ có suy nghĩ về việc là môi mí nhé. Em sẽ xử lý cho chị Hà tự nhiên long lanh lung linh đấy. Một ngày gần nhất nếu mà chị rảnh. Đúng rồi, dạ vâng. Và nếu như mà các chị em mà tin tưởng đi cây thì hãy tìm đến đi cây nhé. Và em chúc cho chị Hà sẽ luôn xinh đẹp, và mọi người khán giả cũng sẽ ủng hộ cho những cái tác phẩm nghệ thuật giống như là cái sự nghiệp và diễn viên của chị Hà đó. Cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream sau nhé. Bye bye. Ok.